Ok, hai xin chào mọi người đến với channel của mình. Và mình là Mystic đây ra hôm nay sẽ chơi với thử thách sinh tồn trong bài là Casting 1.18 tập tiếp theo vậy. Thì trong tập trước mình có làm được vài sợi thanh tinh không? Thì mình có làm được cái dược này, thì trong lúc ợp thì mình có đi mai được một chút kim cương và mình có làm được cái cúp sắt đó. À, cúp kim cương chứ nhầm. Và đây người nhìn thấy không? Đó. Mình có thể kiếm được một anh hoàng tử của riêng em đấy. Đây cái ruột cũng mini của mình. Đó. Rồi thì trong tập hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái chuồng động vật ha. Rồi ok mọi người. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trứng gà này. Rồi thì chuồng động vật của mình sẽ xây bằng gỗ bạch dương. Thì cũng rất nhiều gỗ bạch dương. Thì bật mí với mọi người một chút công việc nhỏ nhỏ này. Thì trong thời gian này á, trong thời gian vừa rồi á, mình không có thời gian để ra video. Tại vì mọi người biết chứ không, mình bật quá trời luôn. Học này ôn nữa, tụi mình sắp thi giữa kỳ nữa rồi. Bật giúp việc gia đình nữa cho nên không kịp ra. Thì ok, mình chặt xem siêu gỗ này. Thì mọi người cứ yên tâm đi, thỉnh thoảng mình rảnh mình sẽ vào đây chơi và làm video cho mọi người xem ha. Rất khổ luôn mọi người, mà không phải khổ, hơi chán. Mọi người nhớ ấn trước video hôm nay thì chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ, tự tâm khỏe. Mọi người đừng quên để lại cho mình nút like, nút đăng ký kênh, ấn chuông. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ ấn like nha. Video nào trên 10.000 like là mình sẽ ra video mới. Vì nút like nó miễn phí mà. Trời ơi, gỗ bạch dương nó nhiều thì khỏi nói luôn. Mình bật quá trời luôn. Còn chặt mía này, đi lấy củi này, rất nhiều thứ luôn. Tại vì hôm nay mình mới ra kịp ra video đó. Thì mình tính còn sẽ ra một cái series nữa bên 1.10 Minecraft BE 1.18 à. Thì video ngắn thì mình cũng đã nói rồi. Chặt đủ một stack trước mình sẽ đi làm luôn thôi. Bên cái chuồng động vật thì mình sẽ làm một cái ruộng mini nữa. Khi nào muốn cho chúng nó sinh sản thì sẽ dễ dàng hơn ha. Trời ơi, bọn cướp làng chúng nó tới tận nhà mình luôn đó mọi người. Chứ mình giết chúng được cái hiệu ứng này này. Đủ một stack lúc nào chúng ta sẽ làm luôn ha. Ôi, hết chưa? À đây đây con này. Mình cứ tưởng hết rồi chứ. Hết là hơi bị khổ đấy. Chắc một stack là đủ. Mình lấy ít thôi mà. Trời ơi. Đây, mình mệt với cả dạo này mình đau người đó mọi người ạ, đau vai nữa. Không thể ra được. Ôi, cũng rất nhiều này. Trời ơi, lấy luôn, 59 rồi này. Ở lấy cái cây này chắc là đủ quá. Ôi, vừa nãy mình hút vào chưa nhỉ? Ê, còn chơi nó thừa đi luôn. Không sao, thừa càng tốt mọi người. Trời 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 trời. Mày có cảm thấy lag không? Mình thì cảm thấy lag cực kỳ luôn đấy. Trời ơi đấy. Gỗ bạch dương mình không thích chút nào nhưng mà đây có thì mình dùng luôn, đỡ phí đá luôn. Cho xin con chuồng động vật thì mình sẽ làm bên trên này. Khoan, nhặt cái gậy đấy. Chuồng động vật mình có làm rồi này. Ủa, trong 1.18 này kinh thật người ạ. Mình có thấy một cái hang nữa bên kia kìa. Khi nào mình sẽ đi đây, cái đường mình đào hang. Người cho mình xem. Nhiều thứ quá ha.
cất vào mọi người ạ. Cái gì không dùng tới thì cất vào. Mình tính không mặc quần ấy, cái giáp này. Xem nào. Cái cửa thì mình sẽ để nó sang bên này, ok. Mình vẫn sẽ làm cái khung nữa mọi người ạ. Hay là làm cái khung trước nhỉ? Thôi mình xem một cái bảng chế tạo đã. Bảng chế tạo. Trời. Mình sẽ làm một ít gậy nữa. Ừ ha, đúng rồi, từ từ. Làm cái khung nào nhỉ? Không 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 không. Cái này chính nó luôn. Và cái này. Không, cái này thôi. Cho nó hết đi. Nào. Chỗ. Ý. Ngu rồi. Ngu rồi. Ơ. Ê. Úi. Người như này. Úi. Alo. Mình sẽ làm cái khung trước này. Bây giờ mình sẽ làm cái khung trước. Từng này đi. Ok. Bé thôi mọi người. Bé thôi. Từng này thôi. Độc vật thôi mà. Trời ơi. Anh quên rồi. Làm hết đống gậy kia luôn. Hắn 18 cục luôn. Đó. Rồi. Thế này thôi. Trời ơi. Nó khó. Vãi nồi luôn. Ui. Nó hơi to rồi đấy. Người ạ. Ây. Đặt sao không được cái trời. Trời ơi. Làm thêm xíu nữa. Mưa trời. Mưa cho phép mình bật bình yên thôi. Mưa này mình không thích đâu. Phải bật bình yên thôi. Mưa này rất có nhiều khó khăn ra luôn. Mình bật bình yên. Đố con Reaper hay là zombie này ra được đây. Mọi người có ý tưởng gì à, mọi người thắc mắc cái gì hãy comment bây giờ. Người đừng có xem chùa nha. Mình mỗi khi mà mình vào kênh mình xem á, toàn 5 đến 4 like thôi. Người phải ủng hộ mình chứ, like cho mình chứ. Bởi vì nút like nó miễn phí mà. Ui. Thật luôn. Wow. Từ từ. Ờ ấy. Ờ ok. Xem nào. Mình làm vừa khít luôn. Cái giục mini nó giục khác chứ trời ơi. Sao phải giống được mụn mình đi. Nha. Mình sẽ lấy hạt giống ra này. Mình sẽ bắt con gà. Úi. Gà bắt trước mọi người. Đây thì gà mình nuôi để lấy lông thôi. Ở ở đây thấy hai con mà. Bây giờ có thêm mỗi con vậy. Thôi. Có con nhà chứ chả con đấy. Ở đây bạn. Đâu ạ? Đâu ạ? Nhanh nhanh. Nhanh. Mơ đi mà húp. Ừ. Mình ra. Mình ra không được. Trong đấy nha mày. Cấm ra nha mày. Chơi lại tối rồi. Mình sẽ lên ngủ đâu mọi người ơi. 9 phút à? Cái chuồng mình chơi đơn giản. Khi nào mình có thời gian thì mình lại sẽ chơi tiếp. Thế mình vừa cũng vừa mới cài skin mới đấy mọi người ạ. Mình thích cái skin này hơn. Rồi, tạch mưa luôn.
Có Có bé kêu nè. Hay. Mình chỉ cần một cái thôi. Đúng một cái thôi. Đâu rồi? Ôi, kêu ơi, ê. À đây. Đi theo tao mày. Nhanh lại, nhanh, nhanh. Kêu là mình để đây lên. Nhanh lại, nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh. Vào đây. Chơi. Ê, ê, ê. Ê mày mày mày. Vào đây mày. Vào đây mày. Mơ đi mà húp. Ui, lại một con cừu nữa mọi người ơi. Ngon. Vậy là mình có thể sinh sản được rồi. Khoan 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 khoan. Mình sẽ vào lấy thêm cái nữa. Để cho chúng nó sinh sản thêm. Cái này là hơi ngon nha. Hơi ngon nha. Còn thiếu con bò nữa mọi người ạ. Con bò thì mình sẽ lấy ra. Mình tính sẽ xây một căn nhà nhỏ trong này cơ. Đấy, căn nhà nhỏ trong này. Trời ơi, nó giật lag. Vào đây mày. Mày vào đây. Vào đây mày. Vào đây. Vào đây. Lao. Ở trong đấy ngang. À đây, tao cho chúng mày sinh sản này. Sinh sản thêm rồi. Ê con gà, mày có ăn không? Đấy, thêm một bé cừu nữa. À, ăn này. Cái hoàng tử bạch mã của mình nó không ăn gì mà mẹ cứ buộc nó đây thôi. Cái này mày muốn cho tao cưới hả? Tao cần phải kiếm bò. Mình có cầm thấy lá không? Để mình kiểm tra đã. Kiểm tra đã. Không có bận mạng. Chờ nó lá chứ gì trời. Mình tính là sẽ mở một cái series nhỏ bên My God PE mọi người. Nếu mà một người ủng hộ nhiều thì mình sẽ mở cái series bên đấy. Trời ơi, nhìn kìa. Trời ơi, không có con bò nào nữa hả? Đó, ui à đúng rồi. Mọi người ơi, đây. Mình sẽ cho mọi người thấy luôn. Kết quả của 1.18. Đó. Kết quả của 1.18. Chính nó đấy mọi người. Kết quả của 1.18 đấy, chính nó đấy. Mình có thêm hai rất đừng nhiều kim cương. Tí nữa mình sẽ vào cho mọi người xem luôn. Mình không có chơi gian lận nha. Mình mà chơi gian lận thì mình cần đéo gì phải cần gì phải đi mai đúng không? Đây đây đây, đây. Tới rồi thử. 1.18 của mọi người đây. Trời ơi. Nhưng mà đây mới là bé tí thôi mọi người ạ. Để mình lên này. MyLab BE nó còn to, nó rộng hơn thế này nhiều mọi người ạ. Trời ơi, trời. Vì đây cập nhật sau mà. Trời, cố lên, cố lên. Mỗi lần đi lên đi xuống cái này hơi khổ luôn không? Trời, ấy, cố lên. Chắc mình sẽ phải múc một cái sữa bò để uống cho nó mất đi thôi. Mình tính là sẽ đi kiếm một cái dân làng để mở một cuộc chiến. Nhưng mà thôi. Thì tập sau thì mình sẽ đi mai tiếp. Thì còn tập sau nữa chúng ta đi sẽ đi xuống địa ngục ha. Tập sau thì mình sẽ đi mai để kiếm thêm vàng để đi đổi với mật Berlin á, để khi nào xuống địa ngục mình cũng có đào được một chút hát trên thạch luôn. Tôi đang cần bò mà bò con bò nào cũng không có để chơi. Để khi nào tôi có da bò để tôi làm sách chứ. À đâu rồi? Đâu mọi người, 8 viên kim cương nhau. Mình làm cái này 2 viên à, hay 1 viên nhỉ? À 2 viên là thành 10 này,
ba viên này là 13 này. Đó, đây hàng gì đây. Mình đi mãi rất ít vàng luôn. Nói thật luôn. Mình rất ít vàng. Cất vào luôn. Trời, miếng thịt zombie này. Mình quên, có thì có không mọi người ạ. Nhưng mà mình quên lấy. Đấy. Nó rốt ở điểm đấy. Đi mãi có mà cũng không lấy nữa. Rồi. Trong lò tôi còn cái gì không? Còn cái nịt. Trong công việc không có gì. Mình chơi mấy cái thứ linh tinh mọi người. Đây. Mình toàn luyện tập parkour ở đây thôi. Ui, không tới. Hích chưa. Đấy. Hích chưa. Hích. Đấy. Lại không tới. Lại này lại. Hích chưa. Đấy. Nó lag giật quá mọi người ơi. Cho nên nó mới không tới. Hích chưa. Hích chưa. Hích. Đấy. Giật lag quá. Đó. Ôi nhìn thấy cái ruộng mini của mình thích vãi mọi người. Ồ. Ấy, sao lại hỏng vậy? Từ để mình vào lấy cái cuốc đã. Trước kia mình có làm gì đâu nhỉ? Ê, mày cho xin cái cuốc mày. Tí trả. Mình cho nó cầm hộ. Mình thấy một chỗ hỏng. Đây. Chính xác là chỗ này. Còn chỗ nào bị hỏng nữa không? Mình sẽ thu hoạch luôn à. Để làm kiện rơm nữa. Nó lát nó lơ lửng luôn mình ạ. Sướng thật đấy. Nó lơ, nó đơ mọi người, cho nên nó không đi được. Mình cứ hay bị nhầm cái nút này này. Đấy. Cứ hay bị ấn nhầm cơ. Trời ơi, không có con bò thì tôi uống vào cho nó mất đi cái hiệu ứng này nhỉ. Để thu hoạch cái này xong chúng ta sẽ kết thúc video luôn. Trời ơi, nó đá thì đó. Ơi, mình quên làm cái dụng mini bên cạnh cái trường động vật kia rồi. À mà thôi đi, để đập sau đi. Cần đi phải ruộng ha. Để ta phân máy. Trời ơi, nó còn chưa ra được mừng. Đấy. Kiệt rơm. Bánh mì mình có nhiều rồi. Không cần nữa đâu. Trời ơi. Còn đúng cái nịt mừng ạ. Úi, cho vào được luôn hả? Mình sẽ để chỗ này cho nó. Khi nào muốn lấy cho mấy cái con động vật ăn á thì còn đỡ. Đó, xong. Ok mọi người, chắc video mình kết thúc ở đây rồi. Nếu mà mọi người thấy hay quên cho mình nút like, bấm đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình nhớ ấn nút like nha, trên 10.000 like mình sẽ video mới. Đó, bởi vì nút like nó rất là miễn chí luôn. Nó miễn chí. Mọi người không mất gì mình cũng không mất gì và mình cũng không được gì luôn. Nó chỉ tăng thêm động lực để cho mình ra video mới thôi. Ok, bye bye mọi người, bye bye.